Ngày xưa là bác đi dạy học ở trường Cát Linh. Thế là ở ngay cạnh bên nhà bác, sát vách. Thế cho nên là bác Trung mới biết. Thế thì bác ấy nói chung là cũng để ý đến. Thế mà rồi bác Trung nhớ hôm đấy bác ấy giục cả nhà ở bên mấy cô em bên này này, cứ giục cuống lên là nhanh lên mới lại thế nọ thế kia. Bác ấy coi như là thậm chí coi như quát tháo mấy cô em. Vâng ạ, thì nhân dịp mà đến thăm nhà của bác Mai Đức Chung thì gặp vợ bác gái thì cũng cháu xin phép được hỏi bác một vài câu kể ngày xưa ấy. Thì hôm qua thì cháu thấy trên Facebook của bác Mai Đức Chung thì có chia sẻ lại những hình ảnh của bác và bác gái lấy nhau ở đám cưới rất là hạnh phúc ấy. Thì qua hình ảnh này thì bác có thể chia sẻ lại kỷ niệm ngày xưa mà hai bác mà lấy nhau ấy, thì cái buổi đám cưới nó diễn ra như thế nào? Đúng không ạ? Tại vì thực sự là những hình ảnh rất là quý giá mà cháu cũng ôi 45 năm rồi đấy. Dạ, vâng. Thì không biết là đây ạ, thì bác có chia sẻ là cái thời điểm tổ chức đám cưới nó diễn ra ở đâu và có bao nhiêu khách và khi đấy thì có kỷ niệm đặc biệt không ạ? Vâng. Đây ạ, bác Trung bác đón bác từ bác gái. Đây ở đây đây cái chỗ này là ở nhà bác đây. Dạ. Đi từ trên cầu thang tầng 2 xuống đây, còn dạ, lấy ra phòng cưới ở chỗ Đường Thành ấy. Vâng ạ, Đường Thành. Đúng rồi. Vâng. Phòng cưới Đường Thành đấy cháu nhìn đông lắm. Mà ai đến đúng giờ coi như đã coi như gần hết. Gọi là bàn đã gần hết các đồ rồi đấy. Vâng. À, không biết là đông lắm. Nhà bác thì mà rồi bác Trung nhớ hôm đấy bác ấy giục cả nhà ở bên mấy cô em bên này này, cứ giục cuống lên là nhanh lên mới lại thế nọ thế kia. Vâng. Bác ấy coi như là thậm chí coi như quát tháo mấy cô em. À, cháu tò mò một chút là không biết là hai bác gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào ấy? À, bác gặp nhau á? Hình như là bác cũng đã từng nói ở đâu nhỉ? Vâng. Đây, ngày xưa là bác đi dạy học. Dạ. Ở trường Cát Linh. À, vâng. Thế là ở ngay cạnh bên nhà bác, sát vách. Dạ. Thế cho nên là bác Trung mới biết. À, vâng. Thế thì bác ấy nói chung là cũng để ý đến. Dạ. Thế hầu như là các thầy cô giáo khác chẳng hạn dạy ở đấy ngày xưa dạy theo ca cho bạn. Vâng ạ. Tức là chỉ có mấy tiếng thôi. Dạ. Có khi một ngày khi có 3 ca dạy. Dạ. Thế mà những cái ca khác thì học sinh nó cầm mầm 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 lên rồi là tiếng rất là to, tiếng thầy cô là rất to. Nhưng mà tiếng bác thì nói thật bác từ bé từ xưa giờ bác đi dạy học ít khi bác quát quát lắm. Vâng. Không hầu như là không kiểu quát mắng mấy. Dạ. Thế làm ra mới lại bác ấy dạy ngay gần đấy. Vâng. Thế là bác Trung biết thì là bác ấy để ý một chút. Không biết là bác Trung bác làm quen với bác như thế nào. Rồi là bác cũng chả nhớ. Bây giờ làm quen thì giới trẻ bọn cháu làm quen là cũng đa dạng lắm thì không biết. Đúng là rồi. Không biết là bác Trung bác làm quen với bác như nào vì thực sự là cháu không cháu hơi tò mò là không biết là sân Cát Linh ở khu vực trường Cát Linh nó gần khá gần sân Hàng Đẫy. Biết rằng là không ngày xưa bác dạy ở một cái địa điểm lẻ. Vâng. Thế là ngày xưa có những cái lớp học ở chỗ ngay cạnh sát bác nhà bác Trung. Vâng. Thế mà cũng có một nhà cô giáo ở ngay cũng gần đấy. Vâng. Thì bác thỉnh thoảng kiểu như đi sớm chẳng hạn thì bác cũng hay vào đấy ngồi chơi uống nước các thứ. Thì là lại nhà bác Trung với nhà cái cô kia kìa. Vâng. Cái cô cũng là giáo viên ở trường. Dạ. Thì cũng là cũng kiểu như cũng là hàng xóm đấy. Vâng. Thế đâm ra là qua đấy là cũng hay biết sang đấy ngồi chơi thì lại cũng biết luôn. Vâng. Thì nó là chuyện cho giữa, đúng, đúng đại để. Vâng. Là như thế. Vâng. À, cháu chỉ không phải mai mối mà nói chung là đến. Vâng. Thì cũng là nói chuyện bình thường với nhau. Thế thì cũng nói chuyện rất là vô tư, rất là bình thường. Chứ bây giờ không phải qua điện thoại hay chat chéo. Vâng. Gì cả. Thế toàn là gửi qua thư với nhau, cho thư với nhau đúng không ạ? Không, ngày xưa cũng thì gặp mặt nhau ấy. Vâng. Coi như bữa quen là gặp mặt là quen chứ chưa phải là thư. Sau này đi yêu với nhau rồi đi đâu xa thì viết thư. Vâng. Thế còn không có thì là gặp mặt hẳn hoi. Cháu xin phép được hỏi bác một tí nhịn một chút là không biết là buổi hẹn hò đầu tiên của hai bác thì nó có diễn ra thế nào và bác Trung chắc đạp xe chắc đi ăn kem thì gần đây gần Hồ Tây không biết là không, kem không, Hồ Tây hồi xưa bác chưa? Không ăn kem. Hồi xưa bác chả bao giờ ăn kem cả. Dạ. Có đi chơi Hồ Tây thì có. Dạ. Nhận có. Dạ. Cái hôm mà đám cưới của bác Trung lúc đấy thì đông lắm rồi. Đám cưới đông kinh khủng luôn ý. Dạ. Mà đến bây giờ chúng các cô em cũng nói luôn mà hôm đấy anh Trung anh khó tính lắm, anh ấy quát bọn em, anh cứ giục quắng cả lên. Mà cuối cùng ra đấy sớm mà cuối cùng ai mà đến đúng giờ coi như
bàn đã hết cả bánh kẹo. Bây giờ chúng nó nói thế, mình cũng đúng gì là không hiểu ông này. Cháu hơi tò mò chút là cảm giác chia tay nhà bố mẹ để về nhà chồng ấy, thì nhớ như thế nào, không biết là cái cảm xúc của mỗi một cô dâu thường họ hay có những đúng cái... ngày xưa mình bác, nhưng mà thôi bác cũng thấy là mình đúng là cái hôm đấy là bác cảm thấy là mình suy nghĩ rồi, mình không biết nỗi là nhớ quá, nhưng mà từ vì nhà bác với lại nhà bác chung thì cũng chỉ đi khoảng, nếu mà ngày xưa đi xe đạp chắc độ 10 phút chứ không phải là xa. Thế cho nên là mình vẫn có thể đi về về được, xác định là như thế rồi. Thế cho nên là cũng không nên nỗi là biện dịn lắm, nhưng mà mình nghĩ từ bây giờ có lẽ mình trách nhiệm nhiều lắm đây, là cũng ngại lắm đây. Thì rất là ngại, nhưng mà thôi mình đã quyết rồi thì mình phải. Anh cái tên ấy, tên của anh đặt ấy, thì bác Trung là người quyết định đặt tên hay là hai người có bàn với nhau và cái ý nghĩa cái tên như nào? Tên đó mình thì bác cũng nghĩ ra, bác nghĩ xong rồi bác nói bác Trung, bác Trung đồng ý luôn, bảo là tên là Đức Minh, Mai Đức Minh. Đức Minh tức là có nghĩa là vừa có đức mà vừa có tài trí thông minh thì đã để thế. Thế là ông hỏi về ông nội, ông ngoại có sẵn ở đấy rồi, là ông nội nữa, đồng ý luôn. Thế là Trung khá dễ tính ạ. Dễ tính cái chuyện con cái. Đấy. Vâng. Thế còn Hưng thì bác với lại bác Trung cũng nhất trí là tên đấy. Bác không nghĩ tên Hưng Mai. Cháu có trò cuối cùng nữa là bác Trung ấy, thì thường bác thích món ăn gì nhất, và nếu như mà bác Trung ngày hôm tới đây về nhà thì món ăn đầu tiên mà bác Trung liệu bác hai người gọi điện cho nhau là vợ à, bà nói ơi tôi thích ăn món canh riêu cua lắm kiểu như thế không ạ? Thì không biết bác trai thì không bao giờ bà đâu. Bác trai đến bây giờ bác nói thật bác không gọi vợ là bà đâu, mà vẫn vẫn là anh em vẫn thế. Chỉ có báo thì có khi họ có biết thế thôi, nhưng về đây hầu như là cũng không gọi thế. Thế nhưng mà biết là tính bác trai là như thế, là hay ăn cái gì rồi thì thường là ở nhà thì các anh với cái nhất là con dâu thì nó cũng chiều theo. Bố mẹ về có thể bảo bố mẹ ăn gì không, còn kể cả ngày thường ngày chủ nhật thế thôi. Thế các anh các chị cũng ở nhà thì cứ nghĩa là ngày xưa kể cả chưa ở riêng thế mà ở riêng rồi cũng thế, vẫn cứ về hỏi bố mẹ muốn ăn gì thì mua. Thì bác thì bác Trung thì thích những cái món ví dụ như là rất là truyền thống, ví dụ như là canh cua canh riêu gì đấy. Là cái món ăn mình rất là dân dã. Thế thì còn ngoài ra thì thường là như thế, ăn mà trôi cơm. Thế còn nếu mà bình thường, nếu mà đấy là món ăn bình thường, thế còn nếu mà cỗ bàn thì cũng rất đơn giản. Đơn giản lắm, nói chung là gà, chim quay, những thứ đấy đại để thế, món truyền thống hầu như là món truyền thống thì bác thích hơn. Đấy, chứ còn bây giờ trẻ thì thích món kiểu salad ăn cũng được, pizza riêng thì bác không thích. Phải nói là không thích rồi ý, chứ không phải không. Thế, món truyền thống thì là bác thích thôi. Rất cảm ơn bác, bác ấy chia sẻ về những cái tình cảm của bác và nói chung những cái câu chuyện mà có lẽ rằng là trước kia thì có thể đã nói đôi lần rồi, nhưng đây thời điểm bác là một trong những người mà tận tụy với bóng đá, từ bóng đá nam, bóng đá nữ, thì rất cảm ơn là bác là một trong những có lẽ là điểm tựa rất là vững vàng để bác Trung có thể làm được nhiệm vụ thực hiện được cái những cái vinh quang cho bóng đá nước nhà. Và một lần nữa xin ekip thì rất là cảm ơn rồi, và rồi xin bác một cái mạnh khỏe rồi, và cảm ơn.